9 tháng năm 2024, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, song hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Có được kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khơi thông thị trường, kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Nếu như trước đây 100% sản phẩm của doanh nghiệp dệt may này là hàng đồ bơi, thì hiện nay doanh nghiệp đã chuyển hướng một phần sang làm dệt kim. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tập trung khai thác thị trường Mỹ là một trong những thị trường có đơn giá tốt nhất. Việc linh hoạt thay đổi cơ cấu sản phẩm và khai thác, tìm kiếm khách hàng ở các thị trường lớn đã giúp doanh nghiệp ký kết đủ đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đơn hàng hiện tại nhiều hơn so với năm trước, khoảng 20-30%. Kế hoạch năm nay của chúng tôi là xuất khẩu đạt 9-10 triệu sản phẩm. Chúng tôi đang tuyển thêm công nhân. Ngoài ra, công ty chú trọng áp dụng tiêu chuẩn xanh trong sản xuất, đa dạng sản phẩm để mở rộng thị trường. Nhanh nhạy tìm kiếm và kết nối với các khách hàng mới, thị trường mới, đồng thời chú trọng đa dạng hóa mặt hàng. Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của đối tác là giải pháp được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai để khơi thông thị trường, giữ đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 20,2%, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Theo nhận định của các doanh nghiệp, bước sang quý 4, hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối diện với không ít khó khăn thách thức. Trong nước, do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một vài địa phương bị đình trệ. Trên thế giới, lạm phát kinh tế, xung đột chính trị cũng tác động không nhỏ đến thị trường xuất khẩu. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải theo dõi diễn biến thị trường, linh hoạt xây dựng các giải pháp kinh doanh. Công ty Xi măng Hồng Sơn cũng đã đưa ra các giải pháp là tăng cường mở rộng các hệ thống đại lý, độ phủ tại các vùng còn đang trống để gia tăng sản lượng. Và đồng thời xuất khẩu thì cũng đang tìm thêm các cái đơn hàng mới để có trong quý tư này thì để tăng trưởng. Chúng tôi phải mở rộng tìm kiếm thị trường nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm năng ở trong nước cũng như ngoài nước. Như năm nay thì công ty chúng tôi đã tìm kiếm thêm nguồn khách hàng đến từ nước Malaysia và thị trường Hàn Quốc. Về các thị trường mới, nhất là với các thị trường các công ty nước ngoài, họ muốn nhập vào với sản phẩm là giấy của chúng tôi là phải giấy chất lượng tốt và đảm bảo môi trường, thì đồng thời và như thế thì chúng tôi phải đầu tư và cải tiến nhiều công nghệ mới để đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng đề ra. Cùng với nỗ lực khơi thông thị trường của các doanh nghiệp, hiện nay ngành công thương Thanh Hóa cũng đang tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành hàng để kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đơn hàng mới. Năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%, xuất khẩu đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra.